Chúa kêu gọi, tôi làm chứng thì gia đình trở về với Chúa. Ít khi phía đông cực bạc căn thế mà tại đây kia chúng mi xin tại này được về che khai bình hẹn bạc căn thế bằng ngoài căn của bác mân chỉ bằng tạc bạc căn đang dùng bởi ghê lắm. Thì nãy xin phụ hẹn bạc căn chung tận dụng quý mi tận dụng cực bình chung chúng ta thả cực mô kích là kia hùng chó kia hùng non cực nhâm cực bật ngọt tận tập quý mi. Thật ngọt ngoài cả kiếp nghi răng nụ. Tất khai chân vẻ mục sư hùng ta tiếp cha cướp con ơi đi với mục sư để mà trang trí nhà thờ để chuẩn bị ngày Giáng sanh. Tất ở trong này theo và lêu chữ Grê mà đẹp mắt. Nhớ quá. Mùng này một khi đừng bỏ mùng này một kiện đề rồi, mùng này đã nói là ngày mùa Giáng sinh thì rất là nhớ mỗi năm cướp hình thân tây nằm ro mà cùng trù đầm áp nhầm tập hát cho thanh niên đến cái ngày đó ông sư hùng đời để mà trang trí nhà thờ. Tôi vẫn đứng hát bằng tiếng Việt nhưng mà vẫn nhớ ở quê hương của mình. Như là một a ơn ro nổ cướp ngát nào kem hai kít nà hình đức chi lao vĩ la lao bất vung nà ai kia kia tê nà tàu chừng đang nào cho hệ phá em thì tàu chừng đông ra ông nội nó còn ông nội cũng là ta ông nội thì làm gì ngoài đường thì cướp chi ông nội cũng support that is good vấn đề đó kia nào phải bằng mưa chịu ăn lên, nào phải bằng hành chịu ăn lên. Đến nỗi phần bằng lẽ nào cứ một tầm cha, một tầm qua là tầm cha tầm qua là program một tầm gì. Ở bên này là lẽ phần phải chọn đấy. Ở bên này thì tầm gì phần phải là được phụ chính. Ở bên này vừa đây là chính là ở bên này giống như là nhóm truyền giáo. Cái giờ mà làm sinh nhật trở nên cái chương trình thờ phượng ngày chủ nhật, chúng ta thấy như vậy nó không có đồng đều. Vậy đi nhiệm vụ là bằng cha hay là program của đồng viên ai chỉ được một hè một bác là hai cha bác là program đồng viên bằng bác kinh kinh gì on đầu hè anh chọn là hai tập đầu tiên này chỉ chiên đó là cái cuộc chiến chúng ta ngày hôm nay. Hay là premium free, yeah ok then ok free và là mắc bư ta là hãy cúng chi tâm thì hồi ai mà là tròn ai tròn đi oh no hay nói bằng anh ấy chứ nào cả anh ấy chứ nào đẹp anh ấy chứ nào từ kèm chút nói ta nào từ nên một tâm thi chỉ ông phụ kèm chút ta mà đứng rằng này hay một cái ông vui và who put in that is control you you and your brother and sister is different is separate you are my sang ta nào là người là ta cô này á tầm phun bon lan kia đông phun cài nơm vừa lọt đi chia đi mà kia lết phun cài nơm đi tâm khẩn mày ai sai nào rằng người chỉ qua hoa văn ông rồi nó ra phù với phong trào học kinh thánh ngày hôm nay rất là nhiều nên cẩn thận anh em học ở đâu cũng được. Nhưng mà phải tất cả cái chứng chỉ, cái tốt nghiệp. Nếu chúng ta muốn làm việc với CME, họ sẽ đưa lại tất cả chứng chỉ tốt nghiệp với giám hạt chúng ta coi là cái chứng chỉ đó rồi có đủ để mà làm việc với CME không. Phong trào học kinh thánh ngày hôm nay rất là nhanh, 6 tháng có thể 1 năm anh em sẽ trở nên mục sư, đó là điều tốt. Nhưng phải rất cẩn thận trong công việc mình làm. Tâm si mê hè, ông Nguyễn Đồng y nào tí ở một cái lệnh là 4 năm trường đại học và 2 năm thực tập là 6 năm. Nếu mà phần tự chi thì có 5 tí nào phần ngoài mà hôm nào chỉ có một lúc tí nên phần là chỉ 5 tí thì 3 năm thực tập áp nguyên ra thì các anh em thì mai chỉ ăn bằng
chi phải làm gì là ra đông cục tăng và Việt Nam mòn phết bằng đây là quan năm hộp về năm tay bằng hai sạc lùng phụ lạc là mày ở chiên làm thế là đặt đủ qua là mình đấy mày hỏi anh nhắm anh mày chưa uống mất thì mà mày cái chiên phải làm gì mà bự như là tôn mông mày tên là tầm quan năm ở hai ngân nào kích nào lao mày như là mày học kia nạc xa mày chìm nằm đi nói tới chỉ vì mày kia nằm nhơm và nào đi là rõ vì nó quay anh ra thì cứ thay qua là cứ ta thì cứ chùa nhận u và con giúp mày chùa nhận là chùa ta ăn một tí một tí của mày chùa ta đi một tí một tí của mày là thầy chuẩn bị ra tại thầy ngoài đó thì sẽ ngon để mình đi mà lá làm học cái ô riêng cũng học ăn làm đầy thì phải đi về cứ đi chơi bòn hay là đâu một sao thì cứ đi kiếm ôn bòn đúng thầy chuẩn bị ra hay là còn này để mà vô đi ô đi sai đi thì trường tham học bằng là huấn luyện thầy một sai chỉ một đặc sản mà cần phải là đây chỉ để một ăn lên ôn nó nào nào không phải đi mà hay là đó là mong nhà là tâm lực nào cho nhà mô tâm lực đó đã mi đã prang là còn đã pri Trung Quốc đã pri Việt Nam đã pri Malaysia đã pri Thái Lan tâm lực đã đặt xa hay nào tâm lực đã ông nâu hay nào tâm lực của non rằng của non chỉ là tên rằng chỉ là tên cả ho đã chỉ là cả ho dân ta dân mi đã mi hè chú mà in nào mong muốn chú phong là mong muốn cười không biết rồi nè mặt nói cho hài học rồi mình muốn sao kia chú gì ra hè thì học là hè đâu mà biết rồi ai in nào mẹ mang quá khẩn tâm tí nè nói hèm ra sao mô là hôn tâm tí đã nào ngoài mô tâm tí đã nào ngoài đã đủ in nào tâm in nào là rồi ta ra mô nhân ấy được sống mắc tâm tù hề và người cụ trên từ tầm trà đó ô lâu ngày không gặp ha làm vậy lâu lắm rồi không gặp mục sư bây giờ mục sư còn ở trong xi mê hả đúng rồi ở đâu nữa được tại sao mục sư vẫn ở trong xi mê chết rồi theo hồi tháp đâu có sao học được làm xin làm bằng lạc của lạc hay cái gì mà đi làm xi mê chết rồi chiên A không bao giờ chết, chính con người chúng ta mới chết. Cái chết chúng ta là chết trong tội lỗi. Lý do đó Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu chúng ta sống lại. Si mê vẫn sống, si mê vẫn mọc hồ thánh. Nhưng mà chúng ta không biết thôi, tôi nói như vậy. Chúng ta không biết thôi thì chúng ta chỉ nhìn một phần. Nếu chúng ta nhìn thế giới chúng ta mới biết được si mê đang có mặt ở đâu. Si mê hay là kia? Năm 2019 kiểm kê là có 80 quốc gia có mặt xin mê thì cũng cho không áp đồng nay xin hãy sang là anh hoàn hậu tạm mặt hưng này của non đọc của non tạm mặt hưng cho anh hên một cưới mong đạo thầy vương nam em an phải là hên thế quay ở lại tạm ông nội là cứ mua tiếng ông nội chỉ đọc hên ở vân đơm hôm nào đắt hôm nào đây ngoài đọc hên là tiếng mặt quân chim phù nam đây coi nam đây hên đây là ngoài cưa nhân phải ăn nam này chỗ chúng tôi này là nhóm để đọc kinh thánh rồi phong chức mục sư rất là nhanh đó là cái tin mừng của để làm rối trí anh em nên chỉ cười biết nào minh hè thì ông thưa ông nồng nào phù lạc ông hôm trong nhân xem hên là cho hiền mất năm nào mà mang ra tập luyện vui nào các kiểu tên là đến Việt Nam năm 1911 còn CMA chúng ta có mặt là năm nào ai là truyền ai là người truyền giáo cho Việt Nam chính là thành lập CMA chúng ta là IB Simpson cùng một nhà Âu Lạc về thì cùng đặt mình một tầng một I.B. Simpson bằng trường vụ tam tác bằng hội truyền giáo là hội trường lão hội trường lão là Mỹ trường lão này
dân ra hội trường nào hay là Presbyterian, Presbyterian, đại chúng hội, nè, chỉ ai bị sinh sân cứu thân ấy, thì ta đặt cái bằng sau cái họ bạn mà Presbyterian này chỉ một vụ nào đức duyên nghiêm năng màu áo chỉ một vụ bằng đức tai bạn mà hội hay Simea kê mà truyền giáo cả thì nhớ. Lão bác của anh đang đông, cứ mà anh hoa mà đi. Đang thành lập hội thánh Simea hè, chỉ ai bị sinh sân, tam làm đức nghiêm bằng truyền phù một tiếng của Mỹ năm em hai mươi ba tất tập Việt Nam năm tour văn trên mặt hàng chết bằng ngoài hay là cho xem em là cho là dân dân hè to kia nào rồi vì hè đông chỉ nghĩ ra hè là chỉ hè là cung bằng mà giáo hạt Việt Nam em một phụ lại cung tài giáo hạt Việt Nam tặng cái này chết tài dân can cái này chết dân thì phu thì lời phu thì chỉ ơn nhưng mà nổ hay ai dùng phu cũng bay mà giờ hạt Mỹ sao Atlanta district chỉ là thì văn phòng bằng chỉ của Atlanta ba mà giờ Việt Nam đây chỉ của giờ hạt thành bằng chỉ tác động California chỉ hay cái tổng liên hội của tổng liên hội thì bao chỉ của văn phòng bằng chỉ của tao tiểu bang Ohio là địa chỉ là Colorado Springs bao bằng chuyến tàu Ohio đến tận nào mới vào hay kia tầm liên hồ tầm liên hồ này đấy tầm giáo hạ cả đông tầm giáo hạ khe á mà Mỹ là kia 18 ngôn ngữ kia chết mà tham nào ngơi tầm giáo hạ thể và Mỹ à tận này kia vùng Mexico tận này kia vùng Brazil tận này kia vùng Cuba tận này kia vùng Haiti đây kiêm phùng hè, kiêm phùng yên, kiêm phùng chim, kiêm phùng ao phùng gì tập đóng đi thôi đi, kiêm phùng áp pri, Hồ Chí Minh hay kiêm mặt tập pri Israel là tất năm ở phần du hiện năm kia chín mươi năm 125 năm, Chí Minh chúng ta có mặt ở Jerusalem. Ở nơi bằng đầu này như hai tổ chức hai phần kia xe. Kia xe tây di quê xong là xe chạm vào xe kìa là cướp bằng chim nam tí là xe tầm chim ê phù mà hát tới ô phù thêm bằng là lối chôn tì mà ra hình phong chức bằng chim nam tí game mặt đi lạc